Tu cái miệng của mình. Tám điều sau đây nhất định không được nói bừa. Kính thưa quý vị, ngoài những điều kể trên, đương nhiên còn rất nhiều điều không nên nói và không nên làm. Thận trọng với những lời nói của mình cũng chính là đang tu khẩu. Bằng không chính bạn đang hủy đi phúc đức của mình đấy. Tu cái miệng của mình. Tám điều sau đây nhất định không được nói bừa. Người xưa có câu phúc thủy nan thu, tạm hiểu rằng nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành. Nói chuyện cũng giống như là bát nước hắt đi. Nước một khi đã đổ đi thì không thể nào thu lại. Lời một khi đã nói ra thì không cách nào thu về. Cho nên một lời trước khi nói ra không thể không suy nghĩ thận trọng. Nói chuyện là một nghệ thuật, dù là lời hay ý đẹp cũng phải đắn đo, vuốt mặt nể mũi. Bạn nói người này tốt thì đắc tội với người kia, như thế chưa hẳn đã là thông minh. Nói điều không tốt khiến đôi bên nghe xong đều mất hứng thì đương nhiên là không nên nói. Lời không tốt không nên nói. Vậy những lời thế nào là không tốt và không nên nói ra? 1. Không nói những lời chán nản, thối chí. Có người bình thường thích nói những lời chán nản làm người khác nhụt chí. Thật ra cuộc sống rất cần những lời động viên, cổ vũ từ người khác. Cho dù không có ai khích lệ thì cũng phải tự khích lệ chính mình. Bản thân không cổ vũ chí hướng của mình, trái lại còn nói ra những lời thoái chí thì đương nhiên sẽ rơi vào vực sâu xa đọa. 2. Không nói những lời tức giận. Con người đang lúc tức giận thường không tự chủ được mà nói ra những lời giận dữ, có lúc làm tổn thương người khác, có khi lại làm tổn thương chính mình. Người ta khi bị xúc phạm thì cần nhất là giữ được tỉnh táo, không nên tùy tiện phát ngôn, vì lời nói lúc tức giận thường rất khó nghe. Vì vậy, nhất định đừng nên nói. 3. Không nói những lời oán trách. Khi không hài lòng, người ta thường nói ra những lời bất mãn, oán giận ông chủ, oán giận bạn bè, thậm chí là oán giận cả người nhà. Nếu bạn thường xuyên nói những lời oán trách, người khác nghe được, sau này sẽ mượn đó làm đề tài để nói về bạn, gây ra bất hòa thị phi, khiến bạn phải đối phó với người này, đối phó với người kia. Cuối cùng thì tự mình làm khổ mình. Bạn việc gì phải khổ như vậy? 4. Không nói những lời tổn thương. Có người lỗ mãng, nói năng tùy tiện, không biết bao dung tôn trọng người khác, thường hay nói những lời tổn thương người khác. Có lúc hại người ích ta, nhưng cũng có khi hại người hại mình. Lời nói tổn thương người khác có thể chỉ là nhất thời, thế nhưng nhân cách của mình đã bị người ta xem thường rồi đó, tổn thương ấy là vĩnh viễn. 5. Không nói những lời khoe khoang. Có người khi nói chuyện thường thích tuyên truyền về bản thân, tự mình quảng cáo dùng beng, tự mình thổi phồng chính mình. Người khác nghe xong nhất định không đồng tình. Cho nên khoe khoang chính mình thực tế cũng chẳng được lợi ích gì, trái lại còn làm mình bị tổn thương. Con người muốn vĩ đại thì phải làm những việc vĩ đại. Vĩ đại ấy là phải để người khác nói, không thể tự nhận được đâu. Bản thân mình khiêm tốn là tốt hơn cả. 6. Không nói những lời dối trá. Phật giáo giảng ngũ giới, cấm nói dối là một trong năm giới cấm này. Nói dối tức là thấy mà nói không thấy, không thấy mà nói thấy, đúng mà nói là sai, sai mà nói là đúng. Nói một cách đơn giản thì đó là những lời không thật. Chuyện ngụ ngôn sói đến rồi, hay là chú bé chăn cừu, từng nói về hậu quả nghiêm trọng của việc nói dối. Một ví dụ khác, ban đầu có một chiếc máy bay qua tai người khác nói thành 11 chiếc, cuối cùng biến thành 91 chiếc. Đây chính là những tin đồn thất thiệt, chuyện bé xé ra to, cũng tương tự như là nói dối. 7. Không nói những lời bí mật. Trên đời này có lắm điều bí mật, từ gia đình tới công ty, không đâu là không có. Nghiệp vụ có bí mật nghiệp vụ, quốc gia có bí mật quốc gia.
Hiện nay, các quốc gia đều rất là coi trọng việc bảo mật. Nếu chẳng may tiết lộ bí mật quốc gia, thì bạn sẽ bị xử lý nghiêm khắc và chịu hình phạt nặng nề. Cho nên chúng ta cần phải tạo thành thói quen giữ bí mật, không được tùy tiện phát ngôn. Trước khi nói ra những chuyện bí mật, bạn phải nghĩ tới những hậu quả xấu có khả năng xảy ra, hiểu rõ tính nghiêm trọng của nó, thì sẽ không dám tùy tiện ăn nói lung tung. 8. Không nói những lời riêng tư. Mỗi người đều có những chuyện riêng tư, việc riêng của mình đương nhiên không muốn người khác biết. Việc riêng của người khác cũng không thể mang ra nói lung tung. Cho dù bạn có nói ra hết chuyện riêng của người khác mà họ không phản kháng lại, thì tính xấu của bạn cũng đã lộ ra rồi. Sau này bạn sẽ khó mà có được hậu phúc nữa. Con người sống trong nhà không chỉ để che mưa, che nắng mà còn vì an toàn. Nhưng chủ yếu nhất là để đảm bảo sự riêng tư. Người ta mặc quần áo một phần là để giữ ấm, nhưng quan trọng là để che đậy thân thể của mình. Vì thế, nếu muốn tôn trọng lẫn nhau thì không được tiết lộ những việc riêng tư của người khác. Ngoài những điều kể trên, đương nhiên còn rất nhiều điều không nên nói và không nên làm. Thận trọng với những lời nói của mình cũng chính là đang tu khẩu, bằng không thì chính bạn đang hủy đi phúc đức của mình đấy. Mười dấu hiệu đàn ông đã không còn yêu vợ, đàn bà khôn phải biết. Kính thưa quý vị, đôi khi trực giác của một người phụ nữ có thể cảm thấy có điều gì đó không ổn mà không cần phải nghe điều đó từ chồng mình. Dưới đây là 10 dấu hiệu của một cuộc hôn nhân không tình yêu. 1. Chỉ trích bề ngoài. Một người sẽ thích mọi thứ, kể cả thói xấu của người họ yêu, và có thể sẽ khó chịu trước sự hoàn hảo của những người mà anh ta không yêu. Với một người đàn ông thực sự yêu thương, bạn luôn xinh đẹp ngay cả khi với mái tóc rối bù hay trong chiếc váy ngủ quá khổ. Anh ấy sẽ không nhận ra bạn đã tăng vài cân sau kỳ nghỉ đông, cho tới khi bạn nói ra điều đó. Nhưng nếu anh ấy liên tục bảo bạn phải đi tới phòng tập gym hay là gợi ý cho bạn cần phẫu thuật thẩm mỹ, đừng vội tin. Rất có thể đó không phải là do ngoại hình của bạn, mà là do anh ta. Kể cả khi bạn giảm cân, anh ta sẽ tìm ra những nhược điểm khác trong ngoại hình của bạn. 2. Kể về nhược điểm của bạn với người khác. Phụ nữ có xu hướng kể về nhược điểm của chồng với bạn bè, nhưng đàn ông thường giữ kín. Không ai là hoàn hảo, thế nhưng những người thực sự yêu thương tập trung vào những ưu điểm chứ không phải khuyết điểm. Nếu chồng công khai làm bẽ mặt bạn hay là cười cợt trên những thất bại của bạn, thì đừng mong đợi bất cứ điều gì tốt đẹp từ mối quan hệ này. Bằng cách chỉ trích bạn trước mặt người khác, anh ta vô thức cố chứng minh rằng đó là lỗi của bạn và đó là lý do anh ta không còn yêu bạn. 3. Thể hiện sự khó chịu với những thói quen của bạn. Phụ nữ thích phàn nàn về thói quen bừa bãi của chồng, nhưng đôi khi thì phụ nữ có những thói quen gây phiền toái. Đó có thể là chiếm phòng tắm trong 2 giờ để trò chuyện với đám bạn gái, lấp đầy tủ quần áo với những bộ đồ không cần thiết, ăn đồ ăn từ đĩa của chồng, hay là hát cùng một bài suốt cả ngày. Một người đàn ông yêu bạn có thể chịu đựng tất cả những điều này, giữ im lặng hoặc phản ứng với sự hài hước. Nhưng nếu người đó liên tục săm soi và đưa ra những bình luận khó chịu về thói quen của bạn, thì nghĩa là cảm giác duy nhất mà anh ta có với bạn là sự cáu kỉnh, chứ không phải là tình yêu. 4. Không để ý tới câu chuyện của bạn. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng đàn ông có thể lắng nghe chăm chú một phụ nữ nói chuyện chỉ trong 6 phút. Vì vậy, lần tới, khi bạn có kế hoạch nói chuyện với người mình yêu, hãy nói thật ngắn gọn. Các chủ đề mà người đàn ông rất khó tập trung là những người không quen thuộc, người nổi tiếng, mua sắm, thời trang và chế độ ăn kiêng. Nếu có thể,
tốt nhất là thảo luận những chuyện này với bạn bè. Tuy nhiên, nếu một người đàn ông thấy rằng có gì đó rất quan trọng với bạn, anh ta sẽ lắng nghe bạn chăm chú, kể cả khi đó là một chủ đề nhàm chán. Khi anh ta yêu bạn, anh ta sẽ không bỏ mặc bạn với câu chuyện. Nhưng mà nếu anh ấy thay đổi chủ đề bất cứ khi nào bạn nói chuyện, rất có thể anh ấy không quan tâm tới những lo lắng của bạn. Vì vậy anh ấy cũng sẽ không muốn giải quyết bất cứ vấn đề nào có thể nảy sinh trong mối quan hệ. 5. Không để ý tới cảm xúc của bạn. Một nghiên cứu gần đây cho thấy nước mắt phụ nữ có chứa các chất dễ bay hơi khiến nồng độ testosterone trong máu của nam giới giảm, đồng nghĩa với ham muốn tình dục giảm. Vì vậy, đừng sử dụng khóc như một phương tiện gây áp lực với người bạn yêu. Trong thực tế, khi bạn khóc, điều duy nhất một người đàn ông muốn là chạy thật xa. Nhưng nếu anh ấy yêu bạn, anh ấy sẽ kéo bạn lại gần và làm mọi thứ có thể để bạn cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng nếu anh ấy không yêu bạn, thì nước mắt của bạn sẽ chỉ là lý do để người đó trút giận lên bạn. 6. Không mặn mà với sự phê phán nhau. Tán tỉnh là một công cụ tuyệt vời để vực dậy cảm xúc và vượt qua cảm giác nhàm chán khi cả hai ở bên nhau trong một thời gian dài. Tin nhắn văn bản, gợi ý hấp dẫn hay những bức ảnh vui tươi, tất cả điều này giúp khơi dậy mối quan tâm lẫn nhau giống như những ngày đầu. Tuy nhiên, nếu bạn đã gửi 10 bức ảnh nóng bỏng của mình cho anh ấy mà không nhận được sự hưởng ứng, hãy dừng lại hoặc xem xét nguyên nhân khiến anh ấy bỏ qua những nỗ lực của bạn. 7. Không nhiệt tình với những yêu cầu của bạn. Với một người đàn ông yêu bạn, những yêu cầu, mong muốn của người mình yêu luôn được đặt lên hàng đầu. Trên thực tế, đàn ông muốn giúp đỡ phụ nữ, điều này mang tới cho họ cơ hội chứng tỏ sự mạnh mẽ và trách nhiệm. Tất nhiên, có những tình huống mà một người đàn ông không thể giúp đỡ. Ví dụ, anh ấy không biết cách sửa vòi nước, nhưng anh ấy chắc chắn không nên để bạn giải quyết vấn đề này một mình. Thay vào đó, anh ấy sẽ gọi thợ sửa ống nước. Tuy nhiên, với những yêu cầu đơn giản như là thay bóng đèn mà anh ấy cũng tỏ vẻ khó chịu, hãy xem lại mối quan hệ này. Có thể người đó của bạn đang giúp đỡ một người phụ nữ khác với sự nhiệt tình hơn. 8. Không ghen tuông. Sự ghen tuông thậm chí còn xuất hiện ở những loài vật. Sự ghen tuông nảy sinh trong quá trình tiến hóa như một cách duy trì sự chính trực ở những cặp đôi. Đàn ông luôn có bản năng về việc tuyên bố quyền của mình với một người phụ nữ. Do đó, điều hiển nhiên là người đàn ông của bạn bắt đầu lo lắng khi ai đó chú ý tới bạn. Thế nhưng, khi một người đàn ông hoàn toàn thờ ơ với việc những người đàn ông khác thể hiện sự chú ý tới vợ mình, đây là một dấu hiệu đáng báo động. Anh ấy không còn muốn chiến đấu vì bạn nữa và không muốn cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn dành cho bạn. 9. Không lo lắng cho sự an toàn của bạn. Bảo vệ người mình yêu cũng là bản năng của một người đàn ông. Do đó, khá tự nhiên là một người đàn ông yêu bạn sẽ lo lắng khi bạn đi làm về muộn hoặc một mình ở nơi xa lạ. Do đó, nếu bạn không nhận được sự bảo vệ từ anh ấy, thì đây là một dấu hiệu rất xấu. Người bạn chọn là một kẻ hèn nhát hoặc đơn giản anh ấy không còn yêu bạn. 10. Không nói những lời ngọt ngào. Ngôn ngữ của tình yêu bao gồm những lời nói dịu dàng, những cái chạm, những cái ôm và những nụ hôn. Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn 1.000 cặp vợ chồng và thấy rằng những cặp đôi hay ôm và hôn nhau cảm thấy hạnh phúc hơn gấp 3 lần so với những cặp không làm chuyện ấy. Vì vậy, nếu người đàn ông của bạn cau mày mỗi khi bạn cố gắng ôm anh ấy và gọi cục cưng, thì lý do không phải là sự nghiêm khắc tự nhiên của anh ấy, mà cảm xúc của anh ấy có lẽ đã phai nhạt.